Còn mà cứu người thì em chỉ nói là mình xem cho kỹ cái hoàn cảnh đấy, thì mình cứu cho nó đúng người chứ còn đấy, em thấy em nói chung không hài lòng, Không hài lòng. không hài lòng về cái cách cư xử của cái chị Tuấn đúng không, vợ anh á, Tuổi, tuổi. tuổi Tuấn gì đó, em không rành Tuổi, tuổi. em coi trong YouTube á, YouTube của cái anh bánh mì vậy Dạ. mà chị đối xử với anh ta tệ quá, anh nói thiệt. Nếu nói về hoàn cảnh nghèo thì nhà anh Tâm sẽ chuyển đổi đi nghèo xong mua được tới 10 thửa đất. Tâm, thì em cho 10 triệu làm cho liền. Mà nếu cho thêm 1 triệu là nó để gia đình anh về lập gia đình, anh không cho. Em hài lòng về cái cách Từ thiện. cách ăn ở của vợ chồng anh Tâm. Dạ. Nó lại ý là thà giúp em giúp cho anh sống lại. Còn cái chuyện gia đình anh thì anh tự lo. Xét về hoàn cảnh gia đình thì em không hài lòng. Dạ. Cũng thương, bây giờ người ta cỡ cho chị 10 ngàn, 20 ngàn. Anh nói thậm tệ đấy câu là cho ổn mày đi, chị cũng phải nhận. Mà chị cũng phải biết ơn. Bởi vì người ta quan tâm tới giờ chồng chị, người ta mới vô tới đó. Để người ta hỏi thăm anh Tâm bình ở hay không. Cái cách nói chuyện á, nó tiếp xúc với ông Bánh Mì với lại nó nói chuyện trên cộng đồng mạng, từ chỗ trái cúng mình thấy nó là mình cũng thấy con người nó thể hiện được cái bản lĩnh đó rồi. Cùng lỡ phải tốn nữa mà tham gia nó cho tiền mà lại xin góp của nó là xin góp cho vậy. Vậy là tiền chỉ có trên những người ở xa thôi, nó mới về đây ở chứ hơn nữa là của bạn túi gì nó cho bữa đi cấp cứu đó. Dạ. Chỉ có ở sớm thì chứng minh thằng đó cho thôi, tại nó thấy Phú Lục nói là vô giường làm cho Phú Lục mấy bữa đó, mượn tiền con bạc ra rồi nghỉ không làm gì đó, ăn nhậu không bữa Phú Lục mới ngồi đó nói ăn không mặn gì đó, mà Lục cũng biết bà ấy nó đánh thằng quỷ đó rồi, nó đâu có dễ đâu mà cuối cùng nó cũng nhậu nhẹt. Cô vợ an tâm thì sao không? Vợ nó thì thôi đi làm mướn thì thôi, mình nó không có qua lại gì đó. Bây giờ cái Thương nói số tiền mình vừa rồi á, ta nói số tiền vừa rồi mà tài khoản là mấy trăm triệu vậy đó, để cho bệnh viện giữ, sau này thằng này xuất viện ra để nó bị bệnh đó, chứ còn đưa cho con này giữ rồi biết con này nó bỏ đây thì bất tử thằng này sao. Nói cái này là để cho bệnh viện giữ số tiền đó mấy trăm triệu, bệnh viện giữ luôn để chi phí sau này rõ ràng đi, thằng này nó mạnh rồi nó về nó lên xuống tới khám gì có tiền có đồng tiền nó sẵn cho mình đưa con này giữ biết có ổn hay không. Nói vậy nó nói trời ơi đừng có để nó giữ tiền, giữ tiền nó bỏ thằng này ôm tiền nó đi. Bây giờ nói nó cạo đầu ai cũng nói giống như là người ta sợ, người ta sợ Tâm không có tiền để điều trị. Người ta sợ Tâm không có tiền điều trị, chứ còn con này người ta sợ nó chậm ở đây nó ai cũng nói đó. Nói chỉ nói sau lưng đó thôi, tôi nói mặt thấy cái mặt đó là biết rồi. Còn có như mình đâu, đi làm có đi làm thường đâu. Mình làm như vậy mà còn không ăn thua gì á, còn nó nghèo vậy mà nó không đi làm nhà cửa nó ta vô ta kêu trống trơn trống trơn. Ủa lấy cái tiền nó nhậu hết mẹ nó rồi lấy đâu cũng trống trơn. Làm nhà thì để dành tiền sắm sửa gì đem vô, đầu nó nhậu. Bác có biết không? Hôm mới làm nhà nó nhậu bia ở đây mà ngoài đó người ta còn nói, ta nói cái tiền nhậu bia không tô được cái nhà, bác biết cỡ nào. Tiền nhậu bia tô được cái nhà. À đúng rồi, bữa hôm nhậu đập xe đập đồ không ra ngoài tùm lum nè. Thôi chứ trời ơi, vợ chồng đã nghèo rồi, lo làm ăn không có nhậu rồi cũng lộ rồi. Vợ cũng không chịu đi làm để làm sao, trời ơi. Nó đem cục tiền về đây. Nó cũng kể nọ cái kia, nó kể nó mất tiền, nó bắt biết không? Nó kể nó mất tiền, nó bắt biết không? Cái đợt mà qua ngày sau để chồng tiền đất cho người ta, nó đem cục tiền về đây nè. Nó bỏ túi nó 7-8-9 triệu chứ không phải là 700 triệu. Nó sợ nhậu xỉn nó nằm quắt một câu, nó chỉ bỏ tiền ra để gói thuốc với cái điện thoại dằn lên đó rồi bị chúng lấy mất tiêu 800 triệu bạc. Trên mạng nói là anh này là nhậu nhẹt rồi không có kiểu như là không có lo làm đó, thì không biết là có chính xác không chị ha? Chính xác phần trăm. Chính xác trăm phần trăm. Bị nhậu không bị làm. Tại vì em cũng thấy là nhiều thông tin trên mạng nhưng mà em không biết đó là chính xác hay không. Đi ít mày lại quá trời. Nếu mà ai mà không chứng kiến được mình đây phụ nữ mình đi qua mình làm thấy nhậu đó mình bực đó. Không ghét gì mà thấy đi qua nhậu riết mà ghét thì biết cỡ nào rồi. Nhậu mới sáng ra 7-8 giờ rồi nó xỉn mẹ nó rồi. Mà nhậu bia không suốt cái lúc nó làm nhà nó đánh nhậu bia không trời nó ngồi nó phải nói chứ. Em nói trời trời nhậu như vậy. Nhậu như vậy thì hỏi làm sao cái nhà nó không trắng trơn chứ lạ. Có cái bài xong là mình cũng không biết.
thì cái đó đánh bài xong là người khác nói thì mình không biết, là mình không có nắm được tên đó, mình không dám nói đâu. Đó là chỗ cũ ở mấy giờ đây, còn chỗ cũ chứ còn còn dốt hay không nữa, có biết chữ hay không nữa thì cũng không biết, tại vì mình không có tiếp xúc với nó mà mình cũng không biết. Đó, mình có thể thấy nó ở nhà không à? Nghe nói tai nạn là uống rượu thì tai nạn đâu phải tự nhiên. Tai nạn đợt trước là do người ta nó nói luôn là nó không phải uống rượu, nó đi làm về nó bị tai nạn là ta chạy ta bỏ nó. Thì thôi đã vậy thì về đừng có nhậu, nó nhậu như uống hèm như thế này thì hỏi sao mà thằng kinh nó không căng thẳng. Nhậu rồi đánh lộn vợ chồng, đánh lộn, đánh nhau rồi chị, đánh nhau đánh bầm mặt vợ nó luôn chứ. Rồi còn đập xe đập cộ nữa rồi đó, làm sao thế là sao. Nói chung là mình cũng không tin về là vậy. Chả từng bắt rắn chứ đâu phải là mới thấy rắn nó bự mà bắt đâu. Bắt rắn kinh niên rồi bắt cái hàng chuối mà nó kinh suốt vậy là bắt cháu lạnh cũng trành về rắn thôi chị. Nhậu nhẹt quá trời, trời ơi. Rồi hỏi cái nghèo mà mình không có lo làm mà cái chị rồi làm sao. Lắc Lắc Năm nó có nhà có đất, đó là chính mẹ nó nói với em đó nha. Đó là chính mẹ nó tâm sự đó. Trên đất Lắc Lắc Năm có nhà trên đó. Có nhà có đất mà làm đổ nợ chạy về đây bỏ nhà qua đó đi. Bỏ cửa lên lên. Nếu mà đi làm mướn hoặc hay sống hàng ngày mà có nhà có đất thì làm gì đổ nợ. Cũng sau đó mới đổ nợ. Đợt trước á, vợ chồng đánh lợn lợn con lại bỏ về mẹ nó rồi bắt đầu nó thằng này nó hù dọa ra đốt nhà hay là đánh đập gì ngoài đó rồi con này nó mới về đó. Nó nói nó lên mạng nó có nói là nghèo cho sạch đúng không, nhưng mà thật sự với cái cảnh của nó cái sống của nó có được vậy không. Thà mình khổ mình nói sao cho nó dễ nghe, đừng có khóc xước mướt mà kể cứ mở miệng lên là kể khổ, kể cả nhà em khổ nghèo nọ kia. Em ngu em dốt mà trời ơi, cái tư cách đối xử với người ta cái anh bánh mì là anh làm cái đó có phải ngu dốt không. Vợ chị em thấy trên cộng đồng mạng mới tức, nó mới tức cho mới nói thôi. Cái tại vì nó nói vợ chồng em thương yêu nhau lắm này, cái ủa thương yêu nhau mà đánh lộn như vậy mà thương yêu nhau gì. Tiền quốc cái điện thoại chà bá với cái như vậy xem vậy là mở chúng chửi không. Đó là mở mua hả? Ồ, mở mua luôn. Gọi là mở mua thì người ta nó thấy mới luôn chứ đó, nhà làm gì nó có cái điện thoại đó. Ngày nào cũng nhậu hả chị? Nhậu có làm nhà nó nhậu nhiều, nhậu bia không. Rồi nhậu vậy tiền tới sáng ra 8-9 giờ sáng rồi thấy xỉn mẹ nó rồi. Trời ơi, tôi nói có thêm tội chết. Dạ, con thèm hơn. Đi bán đất mua nhà của em luôn á. Thèm luôn á, giờ em bán luôn rồi. Rất là nhiều người chửi chị quá à. Dạ đúng rồi, đúng rồi, em không nhận nữa. Hỏi cái số tiền mà cho tôi đi chửi cái bấy nhiêu, hỏi gì con có đáng nhận không? Hỏi bấy gì có đáng nhận không? Thì con có đất có nhà thì con cũng bán, đất bán nhà thì lôi chồng con đi. Hỏi sao mà ông không làm được? Nó nhậu suốt ngày từ sáng đến chiều mà còn nói rồi vợ nó vẫn bài nữa sao giàu. Cho nên mình nói mình thấy nhiều người ủng hộ quá, mình thấy nó nhảm nhảm. Mình đã từng trước đây không bị, mình đã từng cho gạo, mình đã từng mua nhét cho hai vợ chồng với con đó luôn. Nhưng mà 6 giờ sáng nó bắt đầu ngồi nhậu rồi thì làm sao nó lo tiền nó mà nói cho con. À vậy là anh có tiếp xúc với gia đình nhà anh tầm tuổi này rồi đúng không ạ? Trời ơi, tiếp xúc mà còn có bị dính nữa. Còn đi làm cho người ta, đi coi rẫy cho người ta, đi tưới cho người ta, cho bắt cho rễ. Làm mới 3 ngày thì ứng tiền hơn tháng. Dạ. Ứng tiền hơn tháng không làm gì, nhậu xong sao không làm cho người ta nữa. Gặp nhau thì ngang tuổi nhau, cái sinh hoạt con, với chú. Rồi năn nỉ, nói con khổ quá này kia thì người ta cũng đâu nở đòi. Nó không nhiều, ví dụ tháng lương nhiêu 6 triệu, ứng mẹ 6 triệu xài hết. Làm mới 4-5 ngày. Giống như là dịch tiền người ta rồi người ta cấp cho chiếc xe đi. Rồi lấy chiếc xe người ta đi luôn, đi qua chỗ khác làm. Rồi mấy tháng sau gặp lại thì cứ dơ mặt ra nói khổ nó thì làm sao con người với người trao ai mà đỡ rồi. Dạ. Đúng không? Đó là cái cuộc sống thực. Đó là cái cuộc sống thực đó. Mình tốt thì đúng, mình cũng đã từng làm việc thiện. Nhưng mà mình phải đặt đúng chỗ. Dạ. Đó là mình nói về cái cuộc sống cùng mình học nói về cái chuyện xảo ngôn của vợ Tâm mà mấy ngày đây. Rồi lên nói là nói trước nó xong. Nếu như khả năng ăn nói thì nó không nói trôi chảy như vậy được. Dạ. Mình đã từng làm việc, mình đã từng trả lương rồi mình. Cho nên nếu như khả năng ăn nói, giờ Tâm không thể nói được như vậy. Ngay cả người Tâm cũng nói chuyện không được trôi chảy như vậy. Dạ. Nhưng mà trong cái đó nó, mình thấy nó xạo quá. Thôi. Nói chung là không đừng đi lớp nữa. Tại vì mình làm việc thiện, mình làm sai chỗ thì mình cũng tội nặng lắm á. Dạ. Thì mình phải tìm hiểu cho nó kỹ. Mình thấy như vậy là đủ rồi. Mình thấy những cái lòng tốt, cảm thấy những cái lòng tốt nó bị lợi dụng. Thôi chưa là cứ nhậu nhất nó nghiệp trường. À. Có khi thằng con với thằng nhóc đó thì cũng lúc trước ba đi bậy rắn thì đi với ba quen, thì giờ ba làm sao con làm vậy, bắt con rắn về.
ra quán cơm mua cả nhà 10.000 cơm mà phải mua cho ba 20.000 rượu. Tức là bán như là đi mua rượu cho ban, bán mua rượu cho ban chứ. Ở đây thiếu bao nhiêu con người, người ta thoát ra được hộ nghèo, là thiếu gì người ta đi bán cái số, người ta đi coi rẫy cho người này người kia, người ta về tận cuối thời gian người ta đi bán cái số. Giờ người ta bị chặt đồng chặt cam, mất con người ta chậm cắt tiểu, nhưng mà người ta vẫn đi làm, vẫn đi con bò, vẫn đi cắt cỏ. Còn thời gian rảnh người ta vẫn đi bán cái số, tiền mua sữa cho con đúng thiệt, nhưng mà tại sao có tiền mua sữa không? Bởi vì khi có tiền không biết cứ dành, khi có tiền cứ ăn cứ xài, là 10 đồng ăn 3 đồng.